Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại các xã thuộc diện phải sáp nhập trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Những ngày này, nhà văn hóa thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc luôn mở cửa để người dân tới kiểm tra danh sách cử tri, phục vụ cho công tác lấy ý kiến nhân dân sẽ diễn ra trong tháng 4. Cấp ủy chính quyền từ thôn tới xã cũng thường xuyên phát sóng các bài tuyên truyền, các văn bản chỉ đạo, lồng ghép trong các cuộc họp, các buổi tiếp xúc, làm việc với nhân dân để giải thích rõ những băn khoăn liên quan đến sắp xếp lại đơn vị hành chính. Chúng tôi đã thống nhất cao trong chi bộ là phải quyết tâm tuyên truyền, vận động nhân dân. Mọi vấn đề mà người dân chưa hiểu, còn ý kiến thắc mắc, chúng tôi sẽ tập trung những cán bộ chủ chốt để tuyên truyền giải thích cho người dân. Chúng tôi có tuyên truyền với nhân dân là xã Quang Vinh là xã đã được công nhận là xã anh hùng, cho nên là lấy tên xã là xã Quang Vinh. Thế và trụ sở thì đặt tại địa điểm Tân Phúc, trên bà con nhân dân thì cơ bản cũng đồng tình. Tại xã Hồng Vân, trên các tuyến đường trục chính đã được treo các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Sau cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Hồng Vân và Hồng Quang, phương án sáp nhập có sự thay đổi. Xã mới được đặt tên là Hồng Quang, có trụ sở tại xã Hồng Vân, nhận định sự thay đổi này sẽ gây ra những ý kiến trái chiều trong nhân dân. Xã Hồng Vân đã tập trung tuyên truyền để người dân hiểu việc đặt tên xã mới là tôn trọng yếu tố lịch sử. Chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền tất cả các hội nghị để phổ biến cho nhân dân nắm được cái tinh thần đó. Chúng tôi đã họp triển khai đến các chi bộ, thành lập cái ban chỉ đạo và các tiểu ban chỉ đạo ở dưới cơ sở. Theo kế hoạch, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4, tất cả các xã trong diện sáp nhập của huyện Ân Thi sẽ triển khai lấy ý kiến cử tri. Thời điểm hiện tại, bên cạnh công tác chuẩn bị, các xã đều tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, trọng tâm là giải thích rõ những nội dung người dân còn băn khoăn, trăn trở.